Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Vẫn là series về nhà hai bố con A Sơ. Thì hôm nay Tam Giác Mạch cũng tiếp tục chia sẻ tới quý cô bác, anh chị và các bạn. Thì hôm nay mấy anh em đội thợ của Tam Giác Mạch đã bắt đầu đo đạc để làm móng rồi. Dự kiến là sau khi đo đạc thì tổng thể ngôi nhà của hai bố con A Sử sẽ là 45 mét vuông và to hơn ngôi nhà của hai vợ chồng trẻ là hơn 5 mét vuông. Đấy. Vẫn là cái chiếc máy tia laser của mấy anh em đây. Anh ơi, thế là xây đến đây thôi à? Gạch đặt ở đây à? Đây. Ở đây luôn à? Thế là hiên bên này vẫn là làm cái hiên đúng không? Đây cũng hiên. Và góc kia cũng hiên. Tức nghĩa nhà này là ba mặt hiên đúng không? À. Anh cho không có gì làm thì đi giúp mọi người làm cái lán đi. Nhá, mình ở đây thì đo đạc thì để các anh đo nhá. Đi giúp người ta làm cái lán đi. Phía bên này thì mọi người đang cùng nhau hoàn thiện cái lán để bốn anh em thợ ngủ ở đây, và có khả năng là trong thời gian tới thì Tam Giác Mạch cũng sẽ trải nghiệm ngủ ở đây một hôm. Bởi vì là để chia sẻ toàn bộ các hoạt động ở đây đến với quý cô bác thì Tam Giác Mạch sẽ phải ngủ lại ở đây. Vì là từ chỗ nhà Tam Giác Mạch lên đến đây, từ Yên Minh ấy, thì cũng là hơn 30 cây rồi. Mà từ chỗ ở hiện tại của Tam Giác Mạch trên thị trấn Mèo Vạc xuống đến đây cũng là hơn 30 cây. Nếu vào ngày trời khô ráo thì không sao, nhưng mà vào những ngày nắng nóng thì vào những ngày mưa, rét thì thật sự rất là vất vả. Cho nên là khả năng mình sẽ có 1-2 tối trải nghiệm cùng anh em ở đây. Cái này dùng bro lợp thôi nhỉ? Bạt thế à? Bạt thế cũng được. Cái này ngủ thoải mái. Đến khi làm ngôi nhà xong thì dự kiến là một tuần thôi. Một tuần là hoàn thiện ngôi nhà rồi. Đây, hôm trước là cái giường là sau khi là mình lắp cho hai bố con ấy, thì hai bố con chưa sử dụng đến, cho nên là tháo nhà thì tháo luôn giường và chuyển sang chỗ chị gái để. Đây, trước kia thì nhà anh còn dùng cái năng lượng mặt trời bé tí này cơ. Nhưng mà sau một thời gian thì mua được điện kéo từ bên nhà chị gái sang, nên là có dùng điện rồi. Cái nhà của chị gái này cũng là một căn nhà mà được tài trợ bởi các anh chị thiện nguyện ở dưới Hà Nội, theo như mình được nghe chia sẻ là vậy. Cho nên là lợp mái tôn. Thì trong buổi trưa trước mình cũng ngồi trao đổi lại với cả gia đình, có anh Sở và anh Sử nữa, thì là mong muốn là lợp tôn để nước sử dụng được. Tuy nhiên thì anh cũng chia sẻ luôn, thì một cái thực tế ở trên vùng cao này thì mùa hè nếu mà lợp tôn thì phải là tôn mát, còn nếu mà tôn mỏng thì rất là nóng, thật sự nó nóng. Và hai nữa là khi trời mưa thì nó sẽ rất là ồn. Đây là hai cái đặc điểm mà bà con ở trên này không thích. Đấy, tuy có cái ưu đó là nước uống có thể sử dụng, tuy nhiên thì bà con vẫn thích hơn là dùng cái tôn này, nó mát và mưa thì xuống thì nó hạn chế được tiếng ồn. Nước thì sau khi hoàn thiện ngôi nhà này mình sẽ sử dụng cái quỹ tiền thừa còn lại để kéo dây từ cái phía đầu nguồn trên nhà chú bí thư ở trên kia, bí thư thôn ở trên kia xuống. Bởi vì là hiện tại ở trên này thì
tất cả bà con đây đều thiếu nước, cho nên là trong thời gian này kéo cũng không có nước để dùng. Quý cô ba anh chị thấy cái nước này, cái ống nước này có ống nước nhưng mà kéo vẫn không có nước để dùng đâu, bởi vì mùa này chưa có nước. Khi làm nhà xong thì sẽ kéo dây để đến mùa có nước rồi thì sẽ dẫn nước uống, dẫn nước xuống uống. Còn bà con ở đây bây giờ chủ yếu vẫn là đi điệu nước, đi chở nước. Đấy, thanh niên đang đi chở nước kìa. Đi chở nước rất xa mọi người nhá. Để làm ngôi nhà này thì nước đều phải nhờ cái vũng nước nhỏ kia là một. Thứ hai là phải đi xuống phía Mậu Duệ kia, hơn 2 cây cơ. Như anh ấy chia sẻ là đi 5-6 phút đi xe máy để chở hai cái bình nước như này. Phải nói là căn nhà này đối với Tam Giác Mạch thì nó là một cái điều gì rất may mắn hơn so với nhà của đôi vợ chồng trẻ, là bà con ở đây người ta đoàn kết hơn rất nhiều. Tất nhiên là trên đấy cũng đoàn kết, cũng là do cái lối sống của anh cho là đi là chủ yếu đi làm thuê, cho nên là khi mà người ta làm thì mình không có mặt, còn cho nên là không giúp được người ta, và đến lúc mình làm thì người ta cũng không thể giúp được mình. Đấy, đây là lý do duy nhất. Đúng rồi. Dạ. Cái đinh đâu rồi anh, có cái đinh không? Có. Cho cái đinh vào trước em ạ. Ừ. Cho cái đinh vào đây. Dạ. Vặn cái ốc ra. Đấy. Hôm trước là anh vào lắp, anh còn lắp nhầm cái đai này. Đai này xuống lên trên, thế là nhầm. Mà má thì lo. Mà. Anh đặt nằm xuống, đặt nằm cái này xuống. Nằm xuống. Dạ, đúng rồi. Thế cũng được. Mỗi người một việc và không ai nhắc nhở ai cả. Các chị em thì điệu gạch, các cháu cũng điệu gạch. Mình không muốn để các cháu phải làm, nhưng mà ở đây thì dần nhìn chung là cái niềm vui của tất cả mọi người rồi khi có căn nhà. Ui, đừng đóng như thế hỏng anh. Giống giường nhà anh cho. Giống. Ý giả thế hả? Giống nhau. Lũ lọ hơn nữa. Dạ. To ấy ạ. Tì là re nên là độ chuẩn thì không phải nói đúng không? Nhưng mà cái này là tạo xong rồi móng lên thì lên móng thì tính tiếp. Lấy mình ra chỉnh nhỏ lấy tốt lấy thôi nào. Đo xong là bắt đầu đào móng đúng không? Đào móng. Cái này không phải đào móng, xay móng luôn. Xây luôn này. Có cái gì mà đào dây câu hay này. Cái chỗ đất này phải đào một tí chứ. Chỗ này phải đào một tí mới xây được chứ. Vâng. Xây lên tí. Làm gì làm nền nhà bây giờ cũng cao hơn là cái nền hiên nha anh nhá. Cao hơn khoảng 10 phân cho em nhá. Nền nhà cao hơn nền hiên 10 phân. Tôi nghĩ là cái bên ngoài nó phải thấp hơn cái bên trong nhà 10 phân. Em nhìn đây cao hơn rồi. Đúng rồi. Không, đến lúc mình quét rửa dọn các thứ nó tiện. Có đại diện không? Không đại diện.
Mấy nữa vào nhà mới là phải lật lại cái đai đấy. Cái đai để như này là không đúng đâu. Trước em lắp sai rồi, hôm nay lắp lại tiếp tục để sai. Không phải sai mà là các anh ấy lười bào cái hai cái đầu này này, nên là lắp theo cái cỡ cũ để cho nó nhanh. Đây là giấc ngủ trên nương ngô của mấy anh em thợ. Cho cái đầu kia xuống. Đúng rồi. Lũ ta hầu à, hầu ta lù. Không sao đâu, không dụng được đâu. Không, cho một đầu vào trước. Đấy, thủ tạm thôi. Ê, em thấy sai sai rồi đấy. Cứ chỉ tỏ luôn là. Đấy, có treo á. À, ít nút chỉ hào là. Ờ, có chế mà chỉ tỏ hào á. Ờ, hào mà hào lưu chỉ tỏ á. Nhầm rồi. Mấy nữa làm xong ngôi nhà này là đào ăn được luôn. Cây đào này này. Rất nhiều quả đào. Đây này. Tao lúc chê rồi. Ý dạ lúc chê ơ. Dạ dạ. Mấy nữa làm nhà xong vớ vẩn vợ của anh xử lại về đấy nhỉ. Mà tao lúc chê mà ơ con điện lo mà. Yo. Ý dạ ơ con điện dạ. Chị tao mua. Mua mà. Đó. Họ phải đi pala. Pala cứ cái gì rồi? Hả gì rồi? Dung dê là. À. Cái này mới trả lại. Con 5 phân á. Ờ đấy, ít nhất nó phải như thế. Tức nghĩa là nước không thể tràn từ cái bên ngoài vào bên trong nhà được là được. Vâng, ít nhất phải như thế nhá. Để cho nó sạch sẽ đấy. Nha hai người. Ui, mà thưa, bắn phát vào mắt là hỏng đấy. Nhẹ thôi.
hôm nay là hoàn thiện cái móng đã. Tại vì theo như dự kiến ban đầu là xây cái khung này rồi, cái khung sườn để kè thêm cho nó rộng rãi, thì cái phần thừa còn lại là làm hiên. Cho nên là bây giờ sẽ phải đào thêm cái móng này, xây thu hẹp lại một chút để nhà có hiên cho nó thoáng tí. Còn nếu mà xây hẳn ra cái kè ngoài này luôn thì nó sẽ không có hiên, thì khi mở cửa một cái bước một phát là xuống dưới kia luôn rồi, thì rất là nguy hiểm. Cái đất này mà có tí mưa thì dính dép thì khỏi phải biết. Vừa dịch ra đi anh thấy nguy hiểm lắm, cái cuốc kia mà nó lỏng một cái gì. Nhà anh lúa thì giàu thôi. Đỏ lửa đấy nhà. Súng ơi, đi dậy đây không tí đá bắn vào mắt đấy. Anh nhìn nguy hiểm lắm. Đá vẫn thiếu cho nên là sẽ phải mót đá nữa. Ô. Ôi được rồi, nứt rồi. Đấy. Đá là đá thôi nhỉ. Sống trên đá chết cũng nằm trong đá luôn. Cái câu hát người ta đã nói như vậy rồi. Thank you.
Cái này mai kìm khô để xây không anh? Mai được rồi. Xây luôn. Nhưng mà có cái không cửa không? Không cửa? Chắc là làm cửa sắt thôi. Vâng. Cửa sắt cho nó chắc. Tại vì ở đây bây giờ không biết tìm đâu cả. Thì bên kia là có một cái nhà làm sắt đấy. Nhưng mà người ta làm cửa sắt thôi. Đây, từ phần móng đi ra cái phần hiên là cũng gần 1 mét. Cái này có 1 mét không anh Phương? Anh Thùng? Không có. Đặt gạch mới biết được nhỉ? Tôi tỏ hỏi trên là lỗi tôi mặt phải không đó. Bên này thì cũng phải làm thêm một cái chỗ ngủ. Chỗ này là cho anh em ngủ đúng không? Cả anh em thờ. Vâng. Anh em thờ ngủ đây hay là ngủ bên kia đấy? Chúng ngủ bên kia. Cho có đệm kia nhỉ? Nghỉ ngơi thoải mái, có sức khỏe làm chứ. À, khách với cả anh Sử ngủ đây. Rồi. À, đánh bài á, đánh bài vui thôi, đánh bài uống rượu thôi. Đánh bài vui thôi. Đây rộng rãi thoải mái nhỉ. Đấy, giấc ngủ lên trên nương ngô, tất cả bên này dưới này là ngô hết nhá. Tại vì sao mình đặt tên là giấc ngủ trên nương ngô là vì dưới bên dưới các khu vực này đều là ngô hết. Đó. Quay lại nó đây. Quỹ đất nó là quá hẹp. Vé lại đó, cứ vé lại nó mà. Vé lại mà tao. Cho là tối ngủ là phải gọi điện về hỏi vợ xem là dê cỏ ăn thế nào ấy nhá. Phải gọi điện về hỏi thăm vợ ấy nhá. Đã thành niệm. Hích. Đây nè, em. Get to toma, get to toma. Chị chắc. Tôi tăng cái cái. Mong tang tang chuẩn 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 tang chuẩn. Phừa thấy ông cho làm thế nào? Được đấy nhỉ. Nhưng mà đi thợ xây mà mặc quần áo đẹp quá. Đẹp
Sau cái vụ nhà này là mình cũng có một tí thu nhập đấy nhá. Cho đê, cho phút đây à? Cho nó lăng lăng tí. Tao là tao tao. Cố gắng hôm nay xong cái móng nhỉ, để ngày mai còn xây. Anh kia vẫn làm cái chỗ ngủ mãi chưa xong. Đây sẽ là chỗ ngủ của các anh em thợ xây. Mất lại về là đó, lại về lo là, lại về là, lại về, lại về lo. Tại có nhảy sao đó. Hy vọng là không mưa đúng không? Làm lại xong rồi chứ. Mới đã làm chốt xong rồi. Chốt rồi. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì mọi thứ cũng đã gọi là hoàn thiện để kịp tiến độ đặt gạch. Bây giờ móng chốc nữa thôi, một thời gian nữa, khoảng một tiếng nữa thôi là xong rồi. Và chỗ ngủ cũng vậy, và cũng
bên này thì căng bán nữa là xong, bên này thì là xong rồi đó, thì móng cũng xong và chỗ ngủ thì cũng là tạm ổn rồi. Đấy. Bây giờ Thám Giác Mạch xin phép dừng cái video này tại đây thôi, chia sẻ tới quý cô bác anh chị những cái hình ảnh trong ngày hôm nay như vậy, thì hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những cái video tiếp theo. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ Thám Giác Mạch, như là nhận được sự ủng hộ tiếp theo, nhận được những cái thông báo tiếp theo trên cái hành trình làm ngôi nhà cho hai bố con gia sư. Xin chào và hẹn gặp lại.